Chuyện Quan Âm Chiên Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bé Màu Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 164, Chương 1369, một tràng kịch lớn. Hứa Thanh và đội trưởng không chần chờ chút nào, riêng phần mình lao ra. Mục tiêu của Hứa Thanh là những người thị nữ bốn phía kia, mà mục tiêu của đội trưởng chính là U Tinh. Mặt nước bị phá vỡ, bọt nước văng tứ tán, vẻ mặt từng người thị nữ bốn phía đại biến, mà U Tinh ngâm mình trong linh trì lại càng vì một màn bức thình lình này mà thần sắc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Cho dù đội trưởng đã đeo mặt nạ, nhưng ả vẫn liếc mắt liền nhận ra y. Là ngươi? Đội trưởng không nói câu nào, toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, trên thực thể mọc ra vô số con mắt, bên trong từng con mắt cũng đều hiện ra một gương mặt. Trong hai mắt của từng gương mặt còn có gương mặt nữa. Cả người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đồng thời y cũng tựa như một con dơi cực lớn bay thẳng đến U Tinh đang toàn thân ướt sũng và gợi cảm. Hứa Thanh không đủ thời gian chú ý tới bên đội trưởng, nháy mắt phá vỡ mặt nước, thân thể của hắn liền giống như là u linh bay thẳng đến một người thị nữ phía trước, mà bọt nước phiêu tán trên không trung cũng đều vặn vẹo hóa thành từng khỏa thủy cầu bay về phía những thị nữ khác. Hết thảy đều diễn ra cực nhanh, thân ảnh Hứa Thanh chỉ trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt thị nữ kia. Người thị nữ này mặt mày biến sắc, vừa muốn rút lui ra phía sau nhưng đã chậm. Hứa Thanh vung tay phải lên một cái, người thị nữ này lập tức phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược lại rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh không có giết người, ảnh tử dưới chân tản ra hình thành bàn trời màu đen, đồng thời tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Tu vi của những người thị nữ này phần lớn là kim đan, chỉ có hai người nguyên anh, khoảng cách cùng Hứa Thanh rất lớn, cho nên Hứa Thanh chỉ ra tay trong mấy hơi thở liền kết thúc. Hơn 10 người thị nữ không một người nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều hôn mê nằm ngổ ngang lộn xộn ở chung quanh linh trì. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh quay lại nhìn về phía đội trưởng. Trong tầm mắt chính là thân thể đội trưởng sau khi U Tinh Hương Lạnh phất tay liền vỡ vụn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình vỡ vụn của đội trưởng rõ ràng hóa thành vô số con sâu nhỏ màu lam từ bốn phương tám hướng bò thẳng đến U Tinh. Số lượng những con sâu nhỏ này rất nhiều, không dưới mấy vạn. Mặc dù U Tinh giơ tay lên vẫn là tan vỡ như trước, nhưng lại có thể lần nữa phân liệt. Trong chớp mắt, số lượng những con sâu nhỏ này liền từ mấy vạn đến hơn 10 vạn. Cuối cùng rập rạp vô số, phô thiên cái địa, tạo thành một cái vòng xoáy bao phủ bốn phía U Tinh, càng kết nối lại cùng với vòng xoáy ở trước linh trì. Ngay lập tức, vòng xoáy tan biến, U Tinh trong đó vô tung vô ảnh. Chỉ có linh trì rung động, theo bọt nước hạ xuống không ngừng chấn động, cho đến hơn 10 hơi thở sau liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hứa Thanh đứng bên bờ linh trì nhìn qua hết thảy, cái loại cảm giác quái dị trong lòng càng đậm. Hắn nhanh chóng xem xét bốn phía, xác định toàn bộ chấn động nơi đây đều bị ẩn nấp, không có truyền ra phía ngoài chút nào, quá thuận lợi. U Tinh từng là đại năng quy hư, cho dù bây giờ cảnh giới có giảm, rơi xuống linh tạc đại viên mãn cũng không có khả năng thuận lợi như thế. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng rất nhanh một cái ý niệm nhanh chóng bay lên trong đầu của hắn. Nhưng mà bí mật cùng quỷ dị ẩn chứa trên người đội trưởng quá nhiều, y toàn lực bộc phát cộng với đã chuẩn bị hồi lâu, ngược lại cũng không phải là không được. Có lẽ đây chính là nguyên do tự tin lúc trước của đội trưởng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy vừa gia cố ẩn đất bốn phía, vừa chú ý biến hóa của linh trì, đồng thời cảm ứng mảnh vỡ thế giới mình vừa cấp cho đội trưởng. Bởi vì bên trong có rất nhiều bố trí ngăn cách, cho nên Hứa Thanh không cách nào xem xét cụ thể chuyện xảy ra ở trong đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong truyền ra chấn động kinh khủng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 5 canh giờ qua đi, Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi. Mặc dù thời gian càng lâu lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng mặc dù điên cuồng nhưng chắc có lẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Rốt cuộc sau khi lại trôi qua một canh giờ, linh trì đột nhiên chấn động. Hứa Thanh lui ra phía sau vài bước, ẩn nấp toàn thân, làm tốt chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang, chỉ thấy mặt nước cuộn mình, bên trong mặt nước rung động không ngừng, một cái đầu lộ ra từ dưới mặt nước. Đó là đầu một nữ tử, thiên kiều bá mị, da thịt trắng như tuyết, chính là U Tinh. Sau khi ả trồi lên từ trong linh trì, nhìn qua Hứa Thanh, thân thể theo thời gian dần qua hiện lên, lộ ra xiêm y kề sát làn da, tạo thành thân hình tuyệt đẹp, trong tay còn cầm theo nửa cái đầu lâu. Đầu lâu kia lại là đội trưởng, mà chấn động trên người ả nghiễm nhiên chính là linh tàng đại viên bản. Giờ phút này ả nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt mang theo một tia ấm lãnh, ném nửa cái sọ đầu trong tay tới dưới chân Hứa Thanh. Sư huynh của ngươi hơi vô dụng. Đầu lâu lăn xuống, đội trưởng còn chưa chết, giờ phút này trong mắt mang theo đắng chát, suy yếu truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ chạy mau, nơi này là cạm bẫy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đại sư huynh đừng đùa nữa. Thật sự không có đùa, ngươi chạy mau, lần này là thật, huyền mệnh tử đang lập tức tới rồi, đây là kế hoạch cả nhằm vào ta. Nửa cái sọ đầu của đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn phía U Tinh đi trước phía mình, thở dài. Ngươi có muốn xử lý những cọng lông chân trước khi đi hay không? Lần giả thành tiểu công chúa hải thi tộc trước đó cũng là như thế, cái sơ hở này rất rõ ràng.
Bước chân U Tinh dừng lại. Giờ phút này khuôn mặt tuyệt mỹ cúi đầu xuống, nhìn dưới đùi của Sim Y song mình. Chỗ đó có từng đám lông chân rậm rạp vô số, tựa như đang mặc một chiếc quần lông vậy. Dù có Sim Y che đậy nhưng vẫn rất rõ ràng. Chương 1370, một tràng kịch lớn. U Tinh vội ho một tiếng, ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt này để cho Hứa Thanh lùi ra phía sau vài bước. Linh Nhi cũng chui từ trong cổ áo, bất khả tư nghị nhìn qua U Tinh, hít vào một hơi. Ha ha, đùa chút đùa chút. Trong miệng U Tinh truyền ra âm thanh của đội trưởng. Giờ phút này nửa cái sọ đầu lâu dưới chân Hứa Thanh cũng đã tan ra, hóa thành mấy con sâu nhỏ màu lam, nhanh chóng chui vào linh trì, trở về trên người đội trưởng. U Tinh như thế nào? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ả ta không sao. Sau khi ta nói toàn bộ sự tình, trình độ phức tạp bên trong nội tâm của ả đã không cách nào hình dung. Sau đó chúng ta lại tiến hành giao lưu, cùng câu thông hảo hữu. Đội trưởng ngồi ở một bên, vừa cạo lông vừa đắc ý mở miệng. Cái bộ dạng này thoạt nhìn vô cùng quái dị. Cứ như vậy ta thành công hóa giải hiểu lầm trước kia với ả. Mà ả cũng cảm kích ta đã báo cho biết chân tướng, cho nên tự nguyện phối hợp, lựa chọn tự mình phong ấn. Người xem, ta là người giảng đạo lý. Đội trưởng cạo xong một bên chân, lại đổi một chân tiếp tục cạo lông. Về phần những cọng lông kia cũng hóa thành tro bụi tiêu tán. Hứa Thanh nhắm mắt không nói chuyện, khoanh chân ngồi ở một bên. Mặc thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, đội trưởng nở nụ cười, lấy ra táo ăn một miếng và ném cho Hứa Thanh một quả. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, nhìn quả táo trong tay một chút, ngẩng đầu mắt có thâm ý nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng mỉm cười, Hứa Thanh nhắm mắt ẩn nặc. Thời gian từng ngày trôi qua hết thảy như thường. Những người thị nữ kia sau khi tỉnh dậy, mặc dù đáy lòng kinh ngạc nhưng mắt thấy chủ tử nhà mình không có bất cứ gì thương nào cũng không dám hỏi ý. Đội trưởng cải trang giống như đúc, không lộ ra chút sơ hở nào. Hình như y thực sự đã hỏi ra không ít sự tình từ trong miệng U Tinh, diễn kịch bản thân đến cực hạn. Đến cuối cùng Hứa Thanh cũng có chút ít không cách nào phân biệt. Cứ như vậy một tháng trôi qua, trong ngày U Tinh kết thúc tẩy lễ, trên bầu trời xuất hiện ngàn tia ngọc bích đào vàng ánh sáng. Một đội ngũ đón dâu long trọng từ chân trời bay đến. Như trước vẫn là cổ kiệu thật lớn do đầu lâu hình thành. 32 tu sĩ sư tộc mặc trường bào màu đỏ nhấc lên kiệu đến. Bốn phía còn có rất nhiều người hầu thổi lên khúc nhạc vui vẻ. Trùng trùng điệp điệp, mấy trăm người đi đến bên ngoài Âm Dương Hoa Giang Tông. Bọn họ muốn đưa U Tinh đến bên trong Huyền Mệnh Tông. Hôm nay chính là thời điểm đại hôn. Vào ngày hôm nay, Vân Hà Tử đã lâu không xuất hiện đi ra, đứng ngoài linh trì nhìn qua U Tinh đi ra, trên mặt nở ra nụ cười. U Tinh tẩy lễ một tháng, sắc da rõ ràng càng tốt hơn, càng thêm sáng mịn tươi trẻ. Nhất là giờ phút này khi đổi một bộ xiêm y mới, lại càng lộ ra kiều dị. Một thân váy dài đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, trên mặt son phấn vừa đủ, khiến cho toàn thân ả tràn ra một loại cảm giác gợi cảm quyến rũ, hấp dẫn vô số ánh mắt trong Âm Dương Hoa Giang Tông. Ở ngoài linh trì, ả cùng với Vân Hà Tử tạm biệt lẫn nhau. Sau đó dưới thị nữ cùng với thị vệ bốn phía túm tụm lại, rời khỏi Âm Dương Hoa Giang Tông, bước lên cổ kiệu ban đầu lâu. Sau một tiếng quát khẽ chỉnh tề, 32 đại hán nhấc cổ kiệu lên, nhanh chóng đi tiến lên không trung phía trước, bay thẳng về phía chân trời. Khúc nhạc bốn phía vẫn không ngừng, hoa thơm vẫn được vung như trước. Những nơi đi qua, toàn bộ tu sĩ Vị Ương Sơn Mạch sau khi nhìn thấy đều phải liếc mắt nhìn thêm. Hôm nay, từng cái tông môn trong Vị Ương Sơn Mạch đều được thỉnh mời đi đến Huyền Mệnh Tông tham gia đại điển cử hành hôn lễ. Chỉ là bất kể đội ngũ đón dâu rời khỏi hay là tất cả đệ tử đang ở Âm Dương Hoa Giang Tông, cũng không phát hiện giờ khắc này trong sông Tử Phong có một cái tiếng cười ý vị thâm trường ung dung vang vọng. Nơi tiếng cười truyền đến là một chỗ hang đá cực lớn bên trong sông Tử Phong. Phạm vi hang đá không nhỏ, giống như đào rỗng trọn cả thân núi từ trên xuống dưới. Một lão giả tóc tai bù xù, mặc trường bào năm màu, đang khoanh chân trôi nổi ở nơi cao nhất. Thân thể lão giả héo rũ, thoạt nhìn tựa như hài cốt vậy, nhưng trên người vẫn chưa có tử khí, ngược lại tràn đầy sinh cơ, càng có chấn động quy hư lượn lờ trên người. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân biệt cụ thể, mà nhìn bên phía dưới lão thì là một màn đủ để chấn động bát phương, để cho toàn bộ người thấy cũng đều phải thấy mà giật mình. Đó là một cái hình chiếu mặt đất thật lớn, có lẽ người ngoài sẽ rất khó nhận ra nếu như nhìn lần đầu tiên, nhưng người sinh sống ở chỗ này có thể lập tức phân biệt được, hình chiếu đó chính là Vị Ương Sơn Mạch. Ngoại trừ lớn nhỏ, những cái khác đều giống như đúc. Từng cọng cây ngọn cỏ ở bên trên, mỗi một ngọn núi, một hòn đá, bao gồm cả phi điểu trên bầu trời, còn có thành trì cùng với kiến trúc tông môn dưới núi, toàn bộ đều nhất trí cùng bên ngoài. Toàn bộ vạn vật tồn tại ở Vị Ương Sơn Mạch, hình chiếu của bọn họ đều xuất hiện ở trong nơi này, cũng đã bao hàm cả những chúng sinh ở đây, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là như thế. Và lại đều đang vận hành, nhưng như nơi này là hình ảnh thu nhỏ theo thời gian thực của toàn bộ Vị Ương Sơn Mạch. Dù là đám người Hứa Thanh cũng ở trong đó, đội ngũ đón dâu rời khỏi Âm Dương Hoa Giang Tông cũng tương tự có thể thấy được. Càng kinh người hơn là trên người những hình chiếu vạn vật chúng sinh đều tồn tại một sợi dây tơ giống như kết nối cùng với vận mệnh của bọn họ vậy, tung bay ở bên trong động quật trong thân núi.
vô tận sợi tơ rậm rạp vô số, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà quỷ dị hơn chính là lão giả năm màu khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, hai tay của lão giơ lên đang không ngừng vung vẩy. Dưới sự chấn động từ lão giả, sợi tơ đến từ vạn vật chúng sinh trong ương vị sơn mạch từ trong lay động riêng phần mình va chạm, giao thoa lẫn nhau. Duyên phận vốn không nên sinh ra cũng bởi vậy mà sinh ra, cảm xúc vốn không nên tồn tại cũng bởi vậy mà xuất hiện, quan hệ vốn không nên xuất hiện không khỏi hình thành. Vận mệnh vạn vật chúng sinh bị cải biến, quy tích nhân sinh bị ảnh hưởng, hết thảy tất cả đều phải tiến hành dựa theo ý nghĩ của lão giả này, giống như vị ương sơn mạch đã trở thành một tuồng kịch. Chương 1371, một tràng kịch lớn. Lão giả chính là người sáng lập ra tuồng kịch này. Từng tồn tại bên trong tuồng kịch đều là nhân vật lão đắp nặng. Mặc dù bọn họ bảo lưu ký ức cùng nhân cách nguyên bản, nhưng lại phải dựa theo kịch bản mà đi hết quãng đời còn lại. Từ đó đã sinh ra vô số tia lửa nhân sinh, như là pháo hoa phóng xuất ra tia sáng rực rỡ tươi đẹp, cho đến khi tạo thành một con rồi lại một con vũ điệp bay về bốn phía. Có con bay múa bên trong thân núi hang đá, có con thì xuyên thẳng qua núi đá bay ra bên ngoài. Những con vũ điệp kia tản mát ra lực lượng kỳ dị, những nơi đi qua bụi phấn giống như mộng ảo bao phủ vị ương sương mạch. Thỉnh thoảng bên ngoài phiến khu vực này sẽ có một chút người từ bên ngoài đến xuất hiện, nhưng lúc bọn họ đi vào phạm vi vị ương sương mạch, hình chiếu của bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ở nơi này, đỉnh đầu sẽ xuất hiện sợi tơ gia nhập vào bên trong tràng kịch của lão giả. Vận mệnh của bọn họ cũng trong giấy mắt đó được trao cho sứ mạng mới. Lão giả thi thoảng có thể từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, lấy tư thế quá dị hoạt động bên trong hang đá này. Lão vung vẫy tứ chi, những sợi tơ chúng sinh lay động kịch liệt, nét mặt của lão thay đổi, vận mệnh vạn vật lập tức giao thoa, từng màn cố sự oán hận tình cừu cũng bởi vậy mà hình thành. Lão là người sáng tạo ra tràng kịch này, nhưng lão cũng là một người bên trong tuồng kịch, bản thân dung nhập ở bên trong, dùng tính mạng để tiến hành một trận vũ đạo. Tất cả những thứ này vừa quỷ dị nhưng đồng thời cũng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thành kính, bởi vì đây là tế vũ của âm dương hoa giang tông. Tế vũ không phải vũ đạo cho người thần điện mà là hiến vũ đạo cho thần linh, từ đó lấy lòng thần linh. Nó có ở trong rất nhiều đại vực có thần linh, mà tồn tại kia là bởi vì tập tính của nhiều thần linh là thích ngủ say, giống như là xích mẫu vậy. Chỉ bất quá trước khi xích mẫu ngủ say là có thể tùy thời thức tỉnh, mà trạng thái bây giờ rất khó nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng vô luận như thế nào, vào lúc thần ngủ say sẽ tràn ra lực lượng của mộng cảnh, mà mộng của thần linh chính là năng lực đầu nguồn của tế vũ. Bọn họ sẽ mượn nhờ mộng của thần linh bao phủ một khu vực. Bên trong phiến khu vực này, hết thảy đều sẽ bị ảnh hưởng, vận mệnh cũng tốt, nhân sinh cũng được. Vạn vật chúng sinh ở trên suy nghĩ đều sẽ có lỗ hổng gây biến đổi. Tế vũ cần dựa theo ý nghĩ của mình đang dịch, tiến tới hình thành một cái giấc mộng nằm bầu rực rỡ chân thực. Giấc mộng này, lúc thần linh đang ngủ say sẽ không cách nào cảm giác, chỉ có một khắc thức tỉnh mới có thể phát hiện, từ đó hiểu ra. Nếu như là vui thích, thần linh sẽ chúc phúc. Đây chính là nguyên nhân vì sao âm dương hoa giang tông có đông đảo phân tông. Trong từng cái phân tông đều tồn tại một vị tế vũ giả, căn cứ tu vi cùng chúc phúc trước kia, năng lực cùng phạm vi bọn họ có thể hiện ra cũng đều không giống nhau. Mộng của thần linh ở chỗ vị ương sương mạch này, lão giả ý thần là người sáng lập, lão cho rằng thần linh sẽ thích lần tế vũ của mình. Nhất là mấy người từ ngoài đến khiến cho giấc mộng này càng thú vị. Lão giả khoanh chân ngồi xuống, trong mắt mang theo ý vị thâm trường, khàn khàn mở miệng. Giờ phút này ba chữ đồng dạng cũng được đội trưởng ở bên trong kiệu nhẹ nhàng nói ra. Trên mặt của y đồng dạng là nụ cười ý vị thâm trường, nhưng tất cả thứ này chỉ chợt hiện lên liền lập tức trôi qua. Đội trưởng duỗi lưng một cái, đảo đôi mắt đẹp nhìn qua bốn phía, rơi đến trên người một tên thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ kia mặt không cảm xúc, lặng lẽ đi theo, chính là Hư Thanh cải trang. Đầu óc Hư Thanh có chút loạn, hắn cảm thấy hết thảy đều có chút không đúng, quá thuận lợi chỉ là một phương diện. Lại giống như lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên một con phi điểu trên bầu trời. Con phi điểu đó đã dừng lại ở trên không trung mới hơi thở, thật giống như bị cắm treo cứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Trong một cái chớp mắt này, cảm giác mê muội lại lần nữa hiện ra trước mắt Hư Thanh. Cảm giác trùng lập từ mãnh liệt biến thành yếu ớt, cho đến khi khôi phục lại, con phi điểu kia liền giống như chưa từng dừng lại vậy, đã sớm bay xa. Hư Thanh nheo mắt lại, bỗng nhiên giơ tay phải lên trảo một cái về phía con phi điểu bay xa. Hắn muốn nhìn xem con phi điểu này là thật hay giả. Thân thể con phi điểu kia chấn động, bị cải biến quỹ tích cuốn ngược lại tới phía của hắn. Nhưng quỹ tích nháy mắt bị thay đổi, ngay khi phi điểu rơi vào trong tay Hứa Thanh, bốn phía lập tức đột nhiên bắt đầu vặn vẹo mãnh liệt, cảm giác mơ hồ cùng mê muội lần nữa xuất hiện. Lần này thậm chí còn muốn kinh người hơn so với lần trước, bởi vì toàn bộ đội ngũ đón dầu bốn phía rõ ràng vào thời khắc này dừng lại, mỗi người cũng đều lập tức quay đầu đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, biểu cảm chất phát, ánh mắt ngốc trệ. Thân thể Hứa Thanh dừng lại, cảm giác trong tay để cho hắn hiểu rõ ràng con phi điểu này là chân thực, còn có nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể tồn tại.
mà một màn quỷ dị mọi người bốn phía nhìn tới chính mình này, để cho da đầu của hắn có chút rung lên. Sau khi trầm mặc hai hơi thở, Hứa Thanh buông lỏng tay ra, con phi điệu kia nhanh chóng bay lên trên không, rõ ràng lại trở về vị trí nguyên bản, tiếp tục dựa theo quỹ tích trước kia bay về phía trước. Dường như vận mệnh của nó đã sớm đã được định trước. Toàn bộ người chung quanh cũng đều quay đầu, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh vậy, đi về phía trước như cũ, biểu cảm cũng là ngay lập tức khôi phục, vui sướng hớn hở. Khúc nhạc tiếp diễn, tiếp tục vung hoa, duy chỉ có Hứa Thanh nơi đây, trong lòng nổi lên cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, nhìn về phía đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, ý vị thâm trường. Ánh mắt đó để cho Hứa Thanh theo bản năng nhớ tới đội trưởng nhiều lần đã từng nói qua một câu: "Tiểu Thanh, tin ta là được." Chương 1372, nhân sinh như kịch, toàn bộ dựa vào diễn kỹ. Gió trời thổi tới mang theo mùi hương cánh hoa, khúc nhạc du dương đưa tới không khí đầy hung vui mừng. Nhưng giờ phút này, tâm của Hứa Thanh lại dấy lên từng trận gợn sóng. Hắn đi theo đội ngũ đưa dâu tiến về phía trước, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Từ khi đi đến vị ưng sơn mạch cho tới bây giờ, Hứa Thanh đã không chỉ một lần nghiệm chứng những chỗ khác thường của đội trưởng. Vô luận là cố ý nói rất nhiều lời với mình, hoặc là hành động vứt táo của y, cùng với tất cả những thứ quan sát phía sau, đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được trên người đội trưởng có chút không đúng. Nhưng những điều không bình thường này không giống như là đội trưởng theo bản năng làm ra, càng giống như là cố ý lộ ra sơ hở, chính hắn có thể phân biệt ra. Đội trưởng là đang nhắc nhở ta, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Tâm của hắn có thể cảm giác đến đội trưởng không hề có ý hại chính mình, điểm này hắn rất rõ ràng. Dù nhớ lại từng cử chỉ trên đường của đối phương, điểm này cũng vẫn sáng tỏ như cũ. Nhất là hai người cũng không phải mới làm đại sự một lần, hai lần, cho nên Hứa Thanh biết rõ phong cách hành động của đại sư huynh. Loại nhắc nhở này không giống như là cầu cứu, càng giống như là có một chút lời không tiện nói thẳng, cho nên dùng cái phương thức như thế để ta lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới con phi điểu vừa rồi kia, nhớ tới sau khi chính mình bắt nó, nhớ tới phản ứng của mọi người ở bốn phía. Con phi điểu kia là một sinh mệnh chân thật, mà cử chỉ của một sinh mệnh chân thật thường hay thay đổi, nhưng con chim kia lại vẫn trở về với quy tích nguyên bản của nó, cho ta một loại cảm giác thần bất do kỷ đã được an bài sẵn. Hứa Thanh nhíu mày điều tra nhìn nhà tù 132 khu đinh một chút, phát hiện hết thảy như thường, ngón tay thần linh vẫn còn đang ngủ say. Điều này nói rõ bên trong không hề có cảm giác ra bên ngoài không bình thường. Còn mọi người bốn phía vừa rồi đột nhiên nhìn ta, hình như là do sự xuất thủ của ta, ở trong bọn họ rất không cân đối, hoặc là nói người ta cải trang này không nên xuất hiện hành động như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, từ sau khi đi vào vị ương sương mạch, hết thảy mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Nếu như không suy tư như vậy, toàn bộ thoạt nhìn hình như cũng rất bình thường. Nhưng sự tình bình thường này lại mang theo quỷ dị. Hứa Thanh nheo mắt lại, bất động thanh sắc, tiếp tục đi theo đội ngũ tiến về phía trước. Hắn chuẩn bị đi xem hiện trường hôn lễ tiếp theo sẽ lại như thế nào. Thời gian dần trôi qua, đội ngũ đón dâu bay nhanh trên trời. Một lúc lâu sau liền tiếp cận Huyền Mệnh Tông. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy mặt đất giăng đèn kết hoa, từng tòa thân núi được người dùng pháp thuật nhuộm thành một màu rực rỡ tươi đẹp. Mỗi một gốc cây đều được treo đầy đèn lồng màu đỏ, thậm chí còn có từng đạo pháp thuật bay lên trên không, hình thành một đoàn lại một đoàn pháo hoa nổ vang khắp bốn phương. Cùng lúc đó, từng đệ tử trong tông môn gia tộc đến từ vị ương sơn mạch phần lớn được thỉnh mời đi theo trưởng bối tông tộc đến từ sớm, vần quanh bát phương Huyền Mệnh Tông. Nam nữ già trẻ trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười, âm thanh âm ỉ xôn xao dựng lên, thoạt nhìn tất cả đều vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Thanh âm đàm tiếu không ngừng, không khí vui mừng tràn ngập bốn phía, mà theo đội ngũ đón dâu tới gần, bầu không khí và thời khắc này liền triệt để dấy lên, từng trận âm thanh chúc phúc hóa thành sóng âm vang tận mây xanh. Mà Huyền Mệnh Tông ngay phía trước, dưới dãy núi vần quanh đặc biệt nhiều màu sắc, sông môn trên ngọn núi tràn rãnh sáng bảy màu, đại điện trên đỉnh núi được bố trí thành hôn phòng, vô số đèn lồng màu đỏ bay lên trên không. Vào thời khắc này, ngay cả mặt trời trên bầu trời cũng chiếu lả tả càng nhiều thêm nữa. Từng người đệ tử của Huyền Mệnh Tông đều mang theo cảm xúc phấn khởi, tất cả đều ra ngoài nghênh đón. Một dải tơ lụa màu sắc rực rỡ được trải từ trên đỉnh núi xuống dưới núi, bao trùm từng nấc bậc thang. Một khắc kiệu hoa tới gần Huyền Mệnh Tông, âm thanh chuông vang lập tức truyền ra từ bên trong Huyền Mệnh Tông. Cũng vào thời khắc này, không khí nghiêm túc bao phủ thiên địa, đè xuống hết thảy âm thanh. Ánh mắt từ bát phương đều hội tụ đến trên kiệu hoa, càng lúc càng tới gần Huyền Mệnh Tông, mời Hương Hàn tiên tử lên núi. Giọng nói nghênh đón vang vọng. Bên trong kiệu hoa, biểu cảm đội trưởng mang theo ước mơ, gương mặt hiện ra chút ửng đỏ, đứng dậy bước một bước ra khỏi kiệu hoa, đạp trên bậc thang. Tư thái của nàng ung mỹ, thiên kiều bá mị, từng bước đi về phía trước. Hơn phân nửa đội ngũ đón dâu sau lưng quỳ bái, chỉ có thị nữ cùng với thị vệ bên cạnh ưu tinh là đi theo sau lưng đội trưởng, thuận theo mà động. Hứa Thanh ở chính giữa trong này, hắn nhìn biểu cảm cùng với dáng người một bước ba lắc của đội trưởng, đáy lòng cảm khái diễn kỹ của đối phương tinh xảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đội trưởng cạo lông chân, giờ phút này hắn cũng cảm thấy rằng đội trưởng thực sự là ưu tinh.
Cứ như vậy, dưới tiếng chuông vang liên tục truyền ra, dưới âm thanh nghênh đón lần lượt vang vọng, đội trưởng chậm rãi đi tới đỉnh núi phía trước nhất. Hôm nay là ngày đại hỷ của y, hết thảy đều lấy y vi tôn. Những nơi đi qua, đệ tử Huyền Mệnh Tông nhao nhao quỳ bái về phía y. Hứa Thanh nhìn qua hết thảy, chẳng biết tại sao đáy lòng rõ ràng cũng dâng lên ý chúc phúc. Cho đến khi tiếng chuông vang lên 21 lần, thân ảnh của đội trưởng đã đi lên bậc thang trên đỉnh núi, một khắc đứng ở nơi đó. Trong đại điện xa xa, thân thể kiếp trước của đội trưởng liền bước ra. Hôm nay thân thể kiếp trước có một chút khác biệt cùng hôm Hứa Thanh nhìn thấy. Quần áo của gã đã đổi thành màu đỏ chót, thoạt nhìn nhiều hơn một chút không khí vui mừng. Chỉ là mùi tanh tưởi cùng với tướng mạo xấu xí trên người không khác nhau quá lớn so với trước kia. Nhất là giữa lúc hô hấp còn tràn ra khắc khí, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là một cuộc hôn lễ của bản thân cùng với quá khứ. Hứa Thanh có chút tiếc nuối khi Ngô Kiếm Vũ không tới. Nói cách khác, khi thấy một màn như vậy, nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ nhất định sẽ đại phát thi hứng. Chương 1373, nhân sinh như kịch, toàn bộ dựa vào diễn kỹ. Mà giờ khắc này, âm thanh chào mừng truyền khắp thiên địa. Đời tu sĩ chúng ta lấy thiên làm kiến, lấy địa làm chứng, lấy đạo làm tình nghĩa phu thê, hành lễ cùng bái lễ. Đội trưởng ngượng ngùng cúi đầu về phía phu quân ở xa xa, phu quân của đội trưởng cũng cúi đầu, cả hai cách thiên địa bái nhau. Sau đó cảm xúc của tu sĩ ở giữa đại điện lập tức đạt đến đỉnh phong, vô số tiếng hoan hô, vô số âm thanh ủng hộ đồng loạt bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, đêm lành đầy trời, hoa quang vô hạn, bầu trời sôi sục, đại địa rung động. Sau đó không khí náo nhiệt phi phàm dựng lên, bên trong tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô nói cười, đội trưởng một đường được đưa đi động phòng. Nàng phải ở đó hung hương tĩnh tâm trước, chờ đợi phu quân đến. Mà lúc này yến hội cũng được bắt đầu. Trên quảng trường của Huyền Mệnh Tông, từng nhân vật tay to mặt lớn của các tông môn hội tụ, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách được thỉnh mời ngồi ở chỗ này. Về phần đệ tử khác cũng không bị khinh thường. Yến hội càng lớn hơn đang được tiến hành ở ngoài Huyền Mệnh Tông. Toàn bộ người tới đây xem lễ đều được chiếu cố, cho nên âm thanh sôi sục dương cao không ngừng vang vọng bát phương. Hứa Thanh tư cách là thị vệ của U Tinh, không có tư cách ngồi ăn. Hắn được an bài cùng với thị vệ của Huyền Mệnh Tông cùng nhau bảo vệ trật tự nơi đây. Nhìn từng người trước mắt nâng ly cạn chén, không ngừng truyền ra tiếng nói cười. Hứa Thanh đi ở trong đó, trong đầu lơ lửng cảnh tượng sau khi mình bắt lấy con phi điểu, những người bên cạnh liền hiện ra biểu cảm chết lặng nhìn về phía mình. So sánh cùng với cảnh bây giờ, cảm giác quỷ dị lần nữa hiện lên từ đáy lòng Hứa Thanh. Thật ra còn có một phương pháp có thể thăm dò ra sự kỳ dị của vị ương xương mạch này. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn qua chỗ động phòng của đội trưởng. Kế hoạch tiến hành đến nơi này, hết thảy đều phải xem biểu hiện của đội trưởng. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đảo qua mọi người bốn phía. Nếu quả thật tất cả mọi người đều tương tự cùng với con phi điểu kia, Hứa Thanh nheo mắt lại, lặng lẽ hạ lệnh cho ảnh tử trong lòng, sai nó đi khống chế một người tu sĩ. Trong thời gian ngắn, cái bóng của Hứa Thanh im hơi lặng tiếng lan tràn trên mặt đất, nháy mắt liền tới gần một tu sĩ kim đan, lần nữa chồng lên cùng với cái bóng của gã, rất nhanh hoàn thành đoạt xá. Nhưng người kia hết thảy như thường, vẫn còn đang uống rượu, vẫn còn đàm tiếu, không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên quang mang âm u, hắn cảm nhận được ảnh tử tràn ra cảm xúc chấn động kịch liệt. Không thể quấy nhiễu, cưỡng chế chết, kỳ quái. Hứa Thanh trầm mặt, hạ lệnh cho ảnh tử sai nó tiếp tục đi tới chỗ những người khác. Cho đến mấy lần về sau, toàn bộ như thế, đáy lòng Hứa Thanh hiện ra cảm giác hiểu ra, nhưng hắn còn cần nghiệm chứng một chút, vì vậy lại hạ lệnh cho ảnh tử cưỡng ép khống chế. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của ảnh tử, thân thể của một tu sĩ trúc cơ bỗng dừng lại, cánh tay vốn muốn đi lấy chén rượu lại cải biến quỹ tích, cầm đũa lên kẹp về phía thức ăn. Tiếng đàm tiếu bốn phía nháy mắt dừng lại, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người kia. Còn người Hứa Thanh co rút lại, lập tức tản đi lực lượng khống chế. Tu sĩ kia không hề phát hiện, không chút do dự thả thức ăn đã kẹp, bỏ chiếc đũa xuống, lại bưng chén rượu lên, tiếp tục động tác gã từng muốn tiến hành. Sau khi uống một hớp, mọi người bốn phía lại truyền ra tiếng đàm tiếu, hết thảy như thường. Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt, hắn hiểu rõ rồi, quỹ tích của tất cả mọi người đều tương tự như con phi điểu kia, đã bị dự định sẵn trước rồi, nhất định phải dựa theo các an bài này để tiến hành. Cho dù ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, cũng sẽ tự động thay đổi, tiếp tục hoàn thành. Mấy thải quỷ dị đều bắt đầu từ khi đi vào vi ương sương mạch. Chúng sinh vạn vật ở bên trong mảnh sương mạch này đều đã bị cải biến vận mệnh, dựa theo nghĩa của ý chí nào đó mà đang dịch như một tuồng kịch. Ta cũng đang ở trong tuồng kịch này. Trong lúc bất tri bất giác, ý nghĩ cùng cách làm của ta lúc trước cũng bị trao cho thành một nhân vật, đã trở thành người trong tuồng kịch. Nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ cùng với Ninh Viêm càng là như vậy. Đây cũng là lý do tại sao ta lại có cảm giác mơ hồ cùng với trùng lập. Bởi vì những tồn tại trong cơ thể ta, có lẽ là ngón tay thần linh, cũng có lẽ là tử nguyệt, khiến cho ta bị ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ sinh ra bài xích. Cho nên ta sẽ nhìn thấy rõ phi điểu dừng lại, cho nên ta còn có thể suy tư sự không hợp lý ở nơi đây.
Chỉ có đội trưởng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn, nhìn về phía đỉnh núi. Đội trưởng có lẽ đã biết hết thảy, y là chủ động nhập vào trong vở kịch. Hứa Thanh hiểu ra, cúi đầu xuống lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận yến hội này cũng dần dần đến một khâu cuối cùng. Theo sắc trời lại biến thành u ám. Đến lúc lần lượt có người rời đi, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên truyền ra từ bên trong phòng tân hôn trên đỉnh núi. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra khắp bốn phương, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương dũng động. Càng là vào thời khắc này, Hứa Thanh lại lần nữa hiện ra cảm giác mê muội, mà tất cả mọi người ở bốn phía đều chợt ngẩng đầu, biểu cảm biến thành chết lặng, nhìn lên đỉnh núi. Hình như ở đó đã xảy ra một nội dung cốt truyện không cùng một dạng với kịch bản đã được viết trước. Không chỉ bọn họ như thế, toàn bộ chúng sinh bên trong sơn môn Huyền Bệnh Tông, dù là phi điểu trên bầu trời, dù là hoa cỏ, và thời khắc này đều quay về phía đại điện, bản thân không hề nhúc nhích. Và trong đại điện, sau tiếng kêu thảm thiết truyền ra tiếng bước chân, thân ảnh đội trưởng mặc áo bào màu hồng từng bước một đi ra từ bên trong. Trong tay của đội trưởng xách theo một người, chính là thân thể kiếp trước của y. Cuối cùng y đứng trước đại điện, nhìn xa về bốn phía. Đội trưởng không quan tâm tới ánh mắt chết lặng của mọi người chung quanh, y chú ý đến Hứa Thanh ở xa xa, trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng: "Toàn bộ nhờ vào diễn kỹ, tiểu sư đệ, người đã nhìn ra chưa?" Nói xong, tay kia của y lấy ra một quả đào đặt ở trong miệng, cắn một cái. Chương 1374, Tế Vũ, xuất sắc thưởng, xấu chết. Giờ phút này, cảm giác mê muội của Hứa Thanh vẫn mãnh liệt như trước, nhưng sau khi trải qua nhiều lần thì hiện giờ hắn đã có thể miễn cưỡng thích ứng. Lúc này vừa nhìn qua hết thảy bốn phía, vừa nhìn về phía quả đào trong tay đội trưởng. Hứa Thanh nở nụ cười, xem hiểu một chút, vị ương sương mạch này giống như là một tuồng kịch. Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra tán thưởng, cười ha ha. Ha ha, đúng là một tuồng kịch. Tiểu sư đệ, đây chính là một tuồng kịch hiến cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu, ta và ngươi có thể may mắn tham gia bên trong tuồng kịch này, thật tốt biết bao. Hứa Thanh gật đầu, hắn lưu ý đến câu hiến cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu mà đội trưởng nói ra. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bất luận nơi nào tồn tại Âm Dương Hoa Giang Tông đều là chỗ mà lực lượng mộng cảnh của Hồng Nguyệt Xích Mẫu bao phủ. Âm Dương Hoa Giang Tông sẽ đăng dệt nội dung cốt truyện, trở thành giấc mộng của thần linh. Đội trưởng cười mở miệng, cái này chính là tế vũ của Âm Dương Hoa Giang Tông. Hứa Thanh mặc dù đã đoán được ra rất nhiều, nhưng hắn không hề liên hệ cùng một chỗ với tế vũ. Giờ phút này nghe vậy liền có chút thay đổi sắc mặt. Những con vũ điệp kia, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Vũ điệp chính là tế vũ giả, mượn nhờ lực lượng mộng cảnh của thần linh ảnh hưởng chúng sinh, sau đó từ trong những lần va chạm cùng với giao thoa với nhau hình thành sinh vật mộng cảnh này. Đội trưởng An Đào xách thân thể kiếp trước trong tay đi về phía Hứa Thanh, vừa đi vừa truyền ra lời nói. Đó là hư ảo, là một trong vật dẫn lực lượng mộng cảnh, cũng là môi giới để một khắc thần linh thức tỉnh, truyền câu chuyện này vào trong ý thức của thần. Hứa Thanh hít sâu, loại kiến giải này quả thực không thể tưởng tượng. Sau khi nhớ lại, hắn lại cảm thấy tất cả đều có thể đối ứng. Nhưng mà trước khi thần linh thức tỉnh, những con vũ điệp này không thể quay về, cũng không cách nào chiếu vật kịch lớn này vào bên trong. Ta biết hết thảy tất cả những thứ này, nhưng vẫn lựa chọn chủ động đi vào. Tiểu sư đệ, người có thể đoán được nguyên nhân đúng không? Vẻ mặt đội trưởng mang theo đắc ý, đi tới bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh chú ý đến thân thể kiếp trước đội trưởng mang theo trong tay, đáy lòng đã có đáp án. Vậy nên thân thể kiếp trước của ngươi căn bản không có bị lấy mất. Bộ địa chúng ta tới lúc trước kia thật ra cũng là giả dối. Giống như đại sư huynh ngươi đã nói ngay từ đầu, ngươi về phòng ngừa trộm mộ đã sớm bố trí một chút biểu hiện giả dối, mà nơi chúng ta đi tới thật ra cũng là một trong những nơi giả dối kia. Lúc ấy Ninh Viêm đã hỏi ngươi, ngươi nói có 9 nơi là giả dối, vậy 2 nơi sau có bố cục như thế nào? Lúc ấy ngươi chỉ cười mà không nói, bởi vì mộ địa mà chúng ta đi tới chính là bố cục giả thứ 8, mà toàn bộ vị ương sơn mạch chính là bố cục giả dối thứ 9. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, chậm rãi mở miệng, đại sư huynh, lúc trước ngươi đến cùng đã đắc tội bao nhiêu người, đã làm nên sự tình gì mới sợ hãi người ta trộm thân thể kiếp trước của mình tới như vậy? Đội trưởng nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó cười ha hả. Ha ha, cộng hổ là tiểu sư đệ của ta. Người nói không sai, cái mộ địa kia chính là bố trí giả thứ 8, mà vị ương sương mạch này chính là bố cục giả dối thứ 9. Đại sư huynh, ngươi học xấu từ chỗ của Bạch Tiêu Trác, sớm báo cho tôi biết đáp án không tốt sao? Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng cười hắc hắc, mấy cái thuật này quả thật là y học được từ chỗ Bạch Tiêu Trác, y cảm thấy như vậy mình sẽ rất là ngu bức. Muốn biết mộ điện chân chính của ta ở đâu không? Đội trưởng nháy mắt ra hiệu, một bộ dạng muốn thử. Biểu cảm quen thuộc này, tùy tiện quen thuộc, phong cách quen thuộc, khiến cho đáy lòng Hứa Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt không cảm xúc mở miệng. Ở trong mộng. Hứa Thanh không muốn phối hợp. Đội trưởng trừng mắt thật to, cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Tiểu Thanh cũng không đáng yêu như trước nữa. Bất quá y cũng nhìn ra Hứa Thanh đang tức giận, vì vậy liền cười ha ha, ôm cổ Hứa Thanh thấp giọng mở miệng, tiểu sư đệ, người thật là lợi hại,
cái này cũng có thể đoán ra được. Năm đó thân thể kiếp trước của ta được một vị thượng thần thần bí giúp đỡ, giấu ở trong mộng của Hồng Nguyệt Sinh Mẫu, càng bóp nát thành từng mảnh vũ điệp trong mộng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn rất là lưu ý đến thượng thần mà đội trưởng nhắc tới trong lời nói. Cùng lúc đó và thời khắc này, phiến thiên địa nơi đây cũng đang xuất hiện biến hóa. Tất cả chúng sinh bốn phía biểu cảm từ chết lặng biến thành dữ tợn, vô luận là cỏ cây hay là núi đá, vào một cái chớp mắt này, tất cả mọi thứ đều tràn ra một luồng ác ý mãnh liệt. Luồng ác ý này hội tụ từ bát phương, bộc phát từ vạn vật trong vị ương xương mạch. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, liền hóa thành âm thanh cút ra ngoài. Theo âm thanh này truyền ra, vị ương xương mạch đồng loạt nổ vang, đại địa cũng rung rẩy, thành trì dưới núi đồng dạng cũng lay động. Đội trưởng nở nụ cười, không giải thích về vị thượng thần thần bí kia, cũng không để trong lòng biến hóa bốn phía, y tiếp tục nói về nơi đặt thân thể kiếp trước của mình. Về phần thương thức mở ra, cũng chỉ có đi vào trong mộng cảnh mới có thể làm được, cho nên ta không có báo trước cho ngươi biết, bởi vì hết thảy đều phải phù hợp với yêu cầu của mộng cảnh này, chỉ có như vậy ta mới có thể chân chính nhập vào trong tuần kịch. Nhưng mà lúc trước ta cũng đã nhắc nhở ngươi rồi, tiểu sư đệ đừng tức nữa, đừng giận nữa nha. Đội trưởng cười đùa tí tửng, giơ lên thân thể kiếp trước trong tay. Ngươi xem, mục đích của ta thật ra vẫn là nó, bởi vì chính nó là chìa khóa mở ra thân thể kiếp trước của ta ở trong mộng cảnh này. Nhất định người không đoán được bản thể của cái đồ chơi này là cái gì. Đội trưởng nói xong, vung tay phải lên, thân thể kiếp trước kia lập tức hóa thành nước đen tung bay, ở chính giữa lộ ra một con vũ điệp hư thối, trong đó tràn ra khí tức cổ xưa. Hiển nhiên nó không phải là một con vũ điệp vừa được sinh ra, mà đã tồn tại năm tháng cực kỳ lâu, càng bị một cổ việt cách cực cao ẩn đắp, khiến cho sinh mẫu sơ sẩy không hề phát hiện. Cái này chính là chìa khóa. Một khắc nó xuất hiện, bát phương trung chuyển, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược lại, toàn bị vị ương xương mạch lắc lư vô cùng mãnh liệt. Biểu cảm của vô số chúng sinh bốn phía cũng lộ ra vùng vẫy và đau khổ, càng có núi đá tan vỡ, cỏ cây vỡ vụn, hết thảy đại biến. Trong âm dương hoa giang tông lập tức truyền ra một cổ chấn động động trời, càng có tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn khuếch tán khắp đại địa. Tỉnh lại, tỉnh lại! Theo giọng nói xuất hiện, vạn vật chúng sinh càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Hình như tế vũ giả sáng lập tuần kịch này muốn kết thúc mộng cảnh, khiến hết thảy nghịch chuyển, cắt ngang kế hoạch của đội trưởng. Chương 1375, tế vũ, xuất sắc thưởng, xấu chết. Đã chậm! Đội trưởng cười ha ha, giơ ngón tay chỉ chìa khóa, chợt vung lên bầu trời. Mở! Trong nháy mắt bầu trời nổ vang, âm thanh như là khai thiên tích địa, siêu việt thiên lôi, vang tận mây xanh. Trong lúc bầu trời liên tục nổ vang, một đạo khe hở thật lớn trực tiếp xuất hiện trên màn trời. Khe hở này từ đầu không lớn, nhưng trong chớp mắt, trong từng trận âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng mở rộng, cuối cùng mở ra tự như một đạo vết sẹo trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. Khi tức mục nát cực lớn từ trong khe nứt khuếch tán ra phía ngoài, tựa hồ đã bị ẩn tàng quá lâu. Thời khắc này, khi tức năm tháng tàn thương trong đó như muốn thổ lộ toàn bộ ra ngoài. Màu sắc màn trời cải biến, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Một cái quan tài màu lam bỗng nhiên lộ ra từ trong khe hở. Nó không phải là do thiết mộc hình thành, mà là một khối băng màu lam. Bên trong hòm quan tài bằng băng có một thân ảnh đang nằm, mặc trường bào xa hoa, toàn thân tản mát ra uy áp kinh khủng, biểu cảm tràn đầy uy nghiêm. Tay phải càng là đang cầm một cây quyền thượng. Sự xuất hiện của cổ quan tài khiến cho bầu trời nổ tung, đại địa sụp đổ. Bên trong âm dương hoa giang tông lại truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Huyền trưởng Thế Phủ Nguyên Thủy, người đã từng là đại tế vũ. Giọng nói vang vọng, đồng thời bên trong hang đá âm dương hoa giang tông, thần sắc của lão giả mặc trường bào năm màu đại biến trước đó chưa từng có, trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng hoảng sợ, đang nhanh chóng trảm đoạn sợi tơ của bản thân cùng với hình chiếu chúng sinh vạn vật trong vị ương xương mạch. Lão biết rõ thân thế là tế vũ giả, mặc dù nhìn như cường đại nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Cường đại là bởi vì loại năng lực biên chế mộng cảnh của thần linh, mà yếu điểm cũng là ở chỗ này. Nếu như sau khi mộng cảnh đang dịch xong có thể kết thúc bình thường như vậy, lão coi như là hoàn thành một lần tế vũ. Nhưng nếu như ở bên trong quá trình này bị cắt đứt, lão sẽ phải chịu cắn trả. Cái gọi là tế vũ thực ra chính là một trận nghi thức đặc thù, mà chủ động cắt ngang cùng bị động cắt ngang chênh lệch giữa nhau giống như thiên với địa vậy. Lão chủ động cắt ngang khiến người ta thức tỉnh, tuy có cắn trả nhưng không phải không thể chống đỡ được. Cho nên lúc trước khi phát hiện không đúng, ý nghĩa đầu tiên của lão chính là chủ động kêu gọi chúng sinh thức tỉnh, từ đó kết thúc đang dệt mộng cảnh. Nhưng nếu như là bị động cắt ngang, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Là phải thừa nhận chúng sinh đang bòn, phải thừa nhận nhân quả vạn vật, càng phải thừa nhận lực lượng vỡ vụn đến từ trong mộng cảnh thần linh cắn trả. Tất cả mọi thứ khiến cho dù lão là quy hư cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ là người ngoài muốn được làm điểm này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng một khắc khi nhìn thấy quyền trượng đại điểu đại thế vũ xuất hiện, lão liền triệt triệt để hoảng sợ.
nhưng lão đã không có thời gian để chủ động trảm đoạn. Một cái chớp mắt khi cổ quan tài kia xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra kim mang, hét lớn một tiếng: "Tiểu sư đệ, triển khai lực lượng của ngươi, dung nhập vào quyền trượng bên trong quan tài của ta, làm thức tỉnh chúng sinh vạn vật, cải biến vận mệnh ở nơi này." Đội trưởng cũng không nói kỹ càng, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ đội trưởng muốn mình thể hiện ra lực lượng tử nguyệt. Giờ phút này Hứa Thanh ráng chịu đựng cảm giác mê muội, nhoáng một cái phía dưới, trực tiếp bay đến phía trên hòm quan tài bằng băng, giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía vị trí quyền trượng bên trong. Lực lượng tử nguyệt trong cơ thể âm ầm một phát, khiến cho khối băng cũng xuất hiện tím hóa. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết, cổ hòm quan tài bằng băng phối hợp, một mảnh tự ý ngay lập tức dung nhập vào bên trong quyền trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng mênh mông gia trì thần hồn của bản thân. Cảm giác mê muội của hắn tan biến, trong đầu là một mảnh nắng ráo sáng sủa, thiên địa trước mắt thình lình bị một mảnh mông lung bao phủ. Trên người toàn bộ chúng sinh nơi này đều có sợi tơ bay lên, mà tất cả những sợi tơ này đều kết nối cùng với sương mạch chỗ âm dương Hoa Giang Tông. Đồng thời, trên mỗi một sợi tơ vàng có vũ điệp hư ảo nghĩ lại, chúng nó lớn nhỏ vô số, tất cả đang không ngừng hấp thu để lớn mạnh. Tỉnh lại! Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng màu tím, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng một cái chớp mắt truyền ra, tự như trăm vạn đạo sấm sét đồng thời nổ tung, xé nứt tất cả sợi tơ, vang vọng trong tâm thần tất cả chúng sinh vì ưng sương mạch. Vô số tu sĩ và phàm tục thân thể run rẩy, lập tức tỉnh táo lại, thần sắc tạm thời mờ mịt, sau đó liền hóa thành hoảng sợ, theo bản năng lui lại. Nguyên bản là đạo lữ, giờ phút này giữa hai người hiện lên thần sắc hoảng sợ. Bọn họ căn bản không quen biết nhau, nguyên bản là huynh đệ, bây giờ thân thể run rẩy, giữa bọn họ từng là tử thù. Nguyên bản phụ tử mẫu tử, lúc này hô hấp dồn dập, giữa bọn họ căn bản không có chút tình thân liên quan. Đây chỉ là bộ phận, vào thời khắc này còn có thêm càng nhiều chúng sinh trở lại với quy tích vận mệnh nguyên bản. Bọn họ thức tỉnh, bọn họ nhớ lại hết thảy. Tông môn cũng là như thế, dù là âm dương Hoa Giang Tông cũng khó trốn khỏi tuần kịch này. Trong đó có một bộ phận đệ tử cũng không phải là người của vị ưng sương mạch. Bọn họ chỉ từng đi ngang qua, nhưng bất tri bất giác liền biến thành đệ tử nơi này. Giờ phút này Vân Hà Tử cũng run rẩy, nàng tóc tai bù xù, chợt ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi. Nàng không phải là tông chủ của âm dương Hoa Giang Tông, càng không phải là nhi nữ của lão tổ tông, trái lại đối phương là cựu nhân của nàng. Mà theo vạn vật chúng sinh vì ưng sương mạch thức tỉnh, theo sợi tơ của bọn họ vỡ vụn, mộng cảnh cũng bởi vậy mà kết thúc. Hết thảy nhân quả, hết thảy cắn trả đến từ các ngang mộng cảnh thần linh, toàn bộ đều ác tạo thành, đều hội tụ tới trên người Tế Vũ Giả. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ngập trời. Lão giả bên trong thân núi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, muốn vùng vẫy nhưng lại vô ích. Mỗi một sợi tơ đứt gãy đều hóa thành một con vũ điệp thôn phệ về phía lão, gây cho lão tổn thương nhất định. Mà tổn thương do vạn vật chúng sinh vì ưng sương mạch hội tụ cùng một chỗ hình thành thì lại càng kinh khủng. Vô tận vũ điệp lập lè giữa chân thật cùng hư ảo, hoàn toàn bao phủ thân thể của lão, điên cuồng thôn phệ. Mắt thường cũng có thể thấy thân thể của lão hư thối tan biến. Mà để cho lão tuyệt vọng nhất là cắn trả hình thành đến từ mộng cảnh thần linh pha toái. Đây không phải là sức mạnh mà lão có thể chống cự được. Dưới lực lượng cắn trả, nguyền rủa trong cơ thể lão điên cuồng bộc phát, lan tràn toàn thân, bao phủ thần hồn, mang đến đau khổ, để cho lão lâm vào điên cuồng. Cho dù quỳ xuống đất khẩn cầu về phía thần linh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng sau mấy hơi thở, trong vô tận vũ điệp thôn phệ, dưới cắn trả đến từ mộng cảnh của thần linh, cả người lão hóa thành máu loãng, rơi vào trên mặt đất của hang đá. Xưa nay cam múa cho bậc đế vương xem, xuất sắc được thưởng, xấu chết. Mà với thần linh, vị cách lại càng lớn hơn. Chương 1376, gió thổi lửa lan đồng cỏ. Thần linh có mộng, lấy vũ làm tế, chúng sinh như giấy gấp thành, vạn vật được tô vẽ. Xuất sắc thì thần vui, chúc phúc vĩnh đạo, xấu xí thì là thần ghét, nhất niệm vĩnh diệt, đây chính là tế vũ. Giờ phút này, theo lão giả bên trong song tử phong bị cắn trả tử vong, cùng nhau tiêu tán cùng lão, còn có hết thảy vũ điệp sinh ra từ trận tế vũ thất bại này. Những con vũ điệp này sau khi cắn nuốt huyết nhục của lão giả, liền hòa hợp trong thiên địa, không thấy tung tích, khiến cho vạn vật chúng sinh có thể trở nên thanh minh. Mà đối với chúng sinh vì ưng sương mạch mà nói, thanh tĩnh cũng chưa hẳn là một loại phúc. Nhân sinh không được an bài, càng mang đến thêm càng nhiều mờ mịt và mất phương hướng hơn nữa. Thả mắt nhìn đi, bắt đầu từ thành trì dưới núi, trận mờ mịt này như là phong bão quét ngang, bao phủ hết thảy thành trì. Bên trong thành trì, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, và một khắc thanh tĩnh đều trầm mặc. Có phu thê, có bằng hữu, có thân nhân, có sư đồ, bọn họ nhìn qua lẫn nhau, thần sắc phức tạp thay thế bằng mờ mịt. Giữa bọn họ là một loại vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm chính là bởi vì từng không quen biết, sau khi được chế định vai diễn liền ở cùng vào một chỗ, mà đoạn ký ức quen thuộc này cũng không tan biến. Mà mờ mịt chính là sau khi thanh tĩnh nên đi nơi nào. Thành trì là như thế, tông môn là như vậy, từng gia tộc lại càng là khỏi phải nghĩ. Phong bạo quét sạch toàn bộ vị ương sương mạch,
bao phủ hết thảy. Có người lựa chọn rời khỏi, vĩnh viễn không quay về địa phương làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và hoang đường này. Trong này phần nhiều là người đến từ bên ngoài, nhưng trên thực tế thì tuyệt đại đa số chúng sinh được sinh ra ở ngay vị ương xương mạch này. Phần mệnh của bọn họ từ lúc còn là hài nhi đã bị cải biến, thậm chí tiếp tục truy vết lại. Bọn họ đời đời đều là như thế. Bọn họ đã quen với nhân sinh được an bài sẵn, đã quen với hết thảy mọi thứ đều được bên trong quỹ tích trước. Thậm chí loại thói quen này đã trở thành bản năng, bởi vì trước lúc không có thức tỉnh, bọn họ căn bản cũng không biết được chân tướng. Trong nhận thức của bọn họ, thiên địa hầu như không có thay đổi, nhân sinh vẫn như bình thường. Tựa như người bị giam ở trong lồng giam, có một ngày lồng giam được mở ra, nhưng bọn họ vẫn chọn ở lại bên trong lồng giam. Thậm chí trong lòng của bọn họ, vì củng cố suy nghĩ của mình, sẽ sinh ra một chút chất vấn. Chất vấn cái gọi là tỉnh mộng này là một hồi âm mưu. Dùng cái này để chứng minh chính mình từ đầu đến cuối đều thanh tĩnh. Đây là một loại chúc phúc, cũng là một loại bi ai. Hứa Thanh im lặng. Giờ phút này hắn mượn nhờ quan tài bằng băng màu lam chứa thân thể kiếp trước của đội trưởng, mượn nhờ lực lượng quyền trượng trong đó, giúp thần niệm của hắn bao trùm toàn bộ vị ương xương mạch. Điều này khiến cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được suy nghĩ đến từ chúng sinh. Cuối cùng Hứa Thanh và đội trưởng lựa chọn rời khỏi. Trước khi đi, đội trưởng cũng cảm nhận được hết thảy, thở dài. Chúng sinh trong nơi này từ khi sinh ra đã bắt đầu ngay ở đây, đời đời cũng sinh tồn ở chỗ này. Dù là tỉnh mộng nhưng cũng không khác gì ở trong mộng cả. Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sinh sống ở nơi đây giống như lúc trước, không có gì biến hóa. Tiểu Thanh, đi thôi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, sự xuất hiện của chúng ta là một loại quấy rầy. Đội trưởng lắc đầu, thu hồi chiếc hòm quan tài bằng băng của mình, đi lên bầu trời. Sau mấy bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi cảm giác, đi về phía đội trưởng. Hai người lặng lẽ rời khỏi trên bầu trời cho đến khi tới bên ngoài âm dương Hoa Giang Tông. Cước bộ của bọn hắn dừng lại. Ngô Kiếm Vu đang đứng ở đó. Giờ phút này âm dương Hoa Giang Tông đã 10 không còn 5, thân núi sụp đổ, linh trì trong đó cũng đầy bụi bặm không còn sạch sẽ, mà đệ tử tông môn sau khi thanh tĩnh cũng đã rời đi hơn phân nữa. Chỉ có tu sĩ vốn sinh ra ở chỗ này đang trầm mặc, ngồi ở trên núi đá vỡ, suy nghĩ rất loạn. Còn thân ảnh Ngô Kiếm Vu thì đang ngơ ngác đứng phía dưới chân núi. Phía trước y là Vân Hà Tử đang từng bước đi xa. Trên bầu trời, ánh nắng chiều mang theo ý hạ màn, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực, như trái tim của Ngô Kiếm Vu hiện giờ cũng giống như Vân Hà Tử phức tạp lúc này. Ngô Kiếm Vu kinh ngạc nhìn qua thân ảnh Vân Hà Tử, đáy lòng phức tạp khó tả. Sau khi cảm thụ kịch biến phát sinh, trước tiên y liền chạy tới đây, thấy được thân núi sụp xuống, thấy được bốn phía hỗn loạn, cũng nhìn thấy Vân Hà Tử. Y ngâm thơ, nhưng đối phương dường như không nghe hiểu nữa rồi, từ đầu đến cuối không hề liếc y một cái. Việc này khiến cho đáy lòng của Ngô Kiếm Vu tràn đầy đắng chát. Giờ phút này ngóng nhìn bóng lưng đối phương, y bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Trời tối, đại phong thổi Vân Lam, ngày mai mưa phùn, ta có dụ. Giọng nói của Ngô Kiếm Vu truyền vào thiên địa, rơi vào bên tai Vân Hà Tử. Chỉ là bước chân của Vân Hà Tử không hề có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, cũng không quay đầu, cuối cùng đi xa không thấy tung tích. Ngô Kiếm Vu thất hồn lạc phách, lùi ra phía sau vài bước, ngồi xuống một bên. Hứa Thanh và đội trưởng lặng lẽ đi tới, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Ngô Kiếm Vu, Hứa Thanh giơ tay lên đưa cho Ngô Kiếm Vu một bầu rượu. Hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vu lúc này hẳn là muốn uống rượu. Ngô Kiếm Vu run rẩy tiếp nhận. Sau khi uống một hớp lớn, đôi mắt của y hơi đỏ, thì thào nói nhỏ: nàng căn bản là nghe không hiểu, đều là giả dối. Đội trưởng thở dài, vỗ vỗ bờ vai Ngô Kiếm Vu, cũng không nhiều lời. Cho đến một lát sau, theo cảm xúc của Ngô Kiếm Vu khôi phục một chút, một đoàn người bọn họ rời khỏi nơi đây. Chỉ bất quá Ngô Kiếm Vu một đường trầm mặc. Hết tập 164. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.